Open. Hi, xin chào các bạn đã đến với kênh của mình. Thì như các bạn đã thấy, mình vừa mới mở khóa điện thoại iPhone bằng khẩu lệnh, tức là bằng giọng nói các bạn. Thì cái cách này mình thấy cũng rất là tiện lợi mà các bạn không cần phải sử dụng Touch ID, hoặc là Touch ID của bạn không còn sử dụng được nữa, hoặc là Face ID của bạn gặp lỗi, hoặc là trong cái điều kiện mà các bạn phải đeo khẩu trang nhiều như hiện nay nè, thì sử dụng nó cũng không tiện lắm. Các bạn có thể cân nhắc áp dụng cách này sử dụng cũng được. Và cách làm như thế nào thì mời các bạn theo dõi video sau đây của mình nhé. Những bạn nào thích kênh của mình thì hãy cho mình một like và subscribe ủng hộ mình nha. Bây giờ thì bắt đầu ngay thôi nào. Để bắt đầu thì đầu tiên chúng ta phải chuyển đổi password từ 6 ký tự thành 4 ký tự nha các bạn. Và chúng ta sẽ vào đây, chúng ta sẽ vào cài đặt. Kế tiếp chúng ta sẽ kéo lên cái phần Touch ID và mật mã. Kế tiếp là các bạn đánh password các bạn vào. Rồi, vào được cái phần này á thì các bạn sẽ chọn thay đổi mật mã nha. Thì những bạn nào á đang mật khẩu là 6 ký tự thì hãy đổi xuống là 4 ký tự thì mới hiệu quả nha. Còn bạn nào đang mật khẩu là 4 ký tự thì không cần cái bước này nữa. Đó, chúng ta đánh mật khẩu vào, chúng ta tùy chọn mật mã nè. Ở đây thì nó có mã số 4 ký tự số. Thì các bạn có thể bấm vào đây, các bạn đổi. Mình 1111 đi. Rồi, 1111. Ok, thì chờ trong giây lát, cái mật khẩu của điện thoại của mình sẽ thay đổi thôi. Xong rồi này các bạn, cái bước thứ hai chúng ta cũng thoát ra cái phần cài đặt. Chúng ta sẽ vào cái phần Siri và tìm kiếm nha. Ở đây thì chúng ta phải mở lắng nghe Siri. Và sau khi bật cái phần này, các bạn phải nói 5 cái câu tiếng Anh bắt buộc nha. Bật Siri. Rồi bắt đầu thiết lập thì chúng ta sẽ nhấn tiếp tục. Đầu tiên là chúng ta sẽ nói Hey Siri. Hey Siri. Hey Siri, send a message. Hey Siri, how's the weather today? Hey Siri, set a timer for 3 minutes. Hey Siri, play some music. Hey Siri, play some music. Ok, xong rồi thì các bạn nhấn xong. Thì cái phần này á, thì các bạn nhớ bật cái cho phép Siri khi bị khóa lên nữa nha. Vậy là xong bước 2. Bây giờ bước thứ 3 là bước quan trọng nè. Rồi, cái bước 3 thì chúng ta cũng sẽ vào phần cài đặt. Kế tiếp là phần trở năng. Chúng ta sẽ kéo lên cái phần khẩu lệnh nha. Thì khẩu lệnh thì các bạn bật cái chức năng này lên. Sau khi bật chức năng này rồi, chúng ta sẽ vào tùy chỉnh các lệnh. Chúng ta sẽ tạo một cái lệnh mới. Ở đây là tiếng Anh nha các bạn. Các bạn chỉ có thể đánh được tiếng Anh. Tiếng Việt thì mình đã thử không thể sử dụng được. Các bạn có thể đánh cái cụm từ đơn giản như là hello, goodbye, open, unlock. Thì mình sử dụng cái từ open. Open cho nó dễ nha. Kế tiếp chúng ta sẽ vào tác vụ. Ở đây chúng ta sẽ chạy cử chỉ tùy chỉnh. Thì cái bước này nè, thì bạn nhớ cái mật khẩu của bạn á, nó nằm ở khu vực nào thì các bạn bấm vào khu vực đó. Mình ví dụ nha. Ví dụ mật khẩu của mình là 1111 đúng không? Thì nó sẽ ở khu vực này. Và các bạn có thể sử dụng phím home ảo nè. Các bạn đánh dấu nó. Rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu cài cái tùy chỉnh này nha. Chạy cử chỉ tùy chỉnh. 1111. Xong đó bấm luôn. Xong rồi thoát ra ngoài. Bấm cái lưu ở đây nữa. Vậy là xong các bạn. Mình đã tùy chỉnh khẩu lệnh open để mở máy. Bây giờ mình sẽ test nha. Open.
Đó, các bạn thấy không? Khá là thú vị đúng không nào? Thêm một lần nữa nha. Open. Thì ngoài cái từ open, các bạn có thể tùy chỉnh những cái từ nào đơn giản đó với các bạn. Thì do các bạn tùy chỉnh thôi. Nếu mà các bạn không thích sử dụng nữa thì các bạn có thể xóa hoặc là tắt cái chức năng ở trong đây. Và hướng dẫn của mình tới đây là hết. Nếu các bạn thấy video này hay, hãy like và subscribe cho kênh của mình nha. Hẹn gặp các bạn trong những video sau.